Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Huế và những điểm đến. Tháng 9 này, chương trình sẽ mang đến cho các bạn những địa chỉ khám phá Huế thật mới là hấp dẫn và đầy thú vị. Mỗi chúng ta đều có những dự định và kế hoạch riêng, nhưng hãy dành ra chút ít thời gian để cùng đồng hành với chương trình, cùng chúng tôi khám phá những điểm đến hấp dẫn mà đôi khi chính các bạn còn chưa bao giờ biết đến. Anh Vinh, hôm nay anh Vinh nói là sẽ dẫn em đến một nơi mà em chưa bao giờ đến. Em cũng là người thích lá cà lắm mà nghe. Điểm đến này chắc chắn sẽ khiến cho Linh rất là thích luôn, mặc dù nó nằm ở trong thành phố thôi. Có thể là em chưa đi, nhưng mà làm sao anh biết được là em sẽ thích? Và đây là lý do. Chắc có lẽ là Linh cũng biết đến cái bộ truyện tranh rất là nổi tiếng này đúng không? Truyện Doraemon. Truyện này thì hầu như ai cũng thích. Và trong truyện Doraemon thì Linh thích nhất là điều gì? Đó chính là những bảo bối của Doraemon. Nhưng mà cụ thể thì trong những bảo bối đó là Linh thích nhất là bảo bối nào? Cánh cửa thần kỳ. Vì sao Linh lại thích cánh cửa thần kỳ? Vì chỉ cần mở cánh cửa ấy ra là Linh đã đến được nơi mà Linh muốn đến. Cánh cửa thần kỳ cũng là món bảo bối mà Dinh rất thích. Và ngày hôm nay thì Dinh sẽ dẫn Linh cùng như tất cả các bạn đến với một nơi có cánh cửa thần kỳ như vậy. Thiệt hả? Đây, giới thiệu về Linh. Đây chính là cánh cửa thần kỳ mà Dinh đã đề cập lúc này. Đây hả anh? Ừ. Đây là cửa nhà người ta mà. Linh cứ mở cửa rồi bước vào là sẽ biết ngay. Ra điểm đến ngày hôm nay mà Dinh muốn giới thiệu đến Linh cũng như tất cả các bạn đó chính là quán cà phê 1976 ở địa chỉ 12 Hải Triều, thành phố Huế. Đây không chỉ là một quán cà phê thông thường mà còn là nơi mang các bạn đến với tuổi thơ của mình. Nếu như ai đó bảo rằng thời gian cứ trôi, mọi vật đổi dời thì 1976 cà phê sẽ chứng minh điều ngược lại. Thời gian có thể trôi nhưng có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi, đó là ký ức một thời của mỗi người, của một thời đã qua. Với lối bài trí độc đáo mang hình ảnh của một Việt Nam những năm thập niên 70, 1976 cà phê như một điểm đến thách thức thời gian, bởi ở đây bạn có mọi thứ thuộc về quá khứ. Đến thấy như thế nào? Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn đúng không? Từ những cái bàn cũ như thế này cho tới những cái cốc đầu kia rất giống với những cái cốc mà ngày xưa nhà em hay xài. Hay là còn có cả năm điều bác Hồ dạy nữa. Không gian ở đây như là ở thực tại và quá khứ, nó đưa em về tuổi thơ của chính mình. Bên cạnh đó thì ở đây thì chúng ta còn được thưởng thức những cái bài hát hồi con học sinh này. Hay là được thưởng thức cái gọi là hương vị của tuổi thơ. Đó chính là những gói ô mai xỉ mùi, hay là xế cam gọi là huyền thoại một thời của những đứa trẻ 8X nữa. Hay là ngay tại đây chúng ta có thể được chơi trò chơi ô lan rất là quen thuộc đúng không? Bây giờ thì Dinh và Linh chơi một ván thử xem. Nếu như cần một không gian thoáng đãng và lãng mạn hơn thì chúng ta có thể lên tầng 2. Và ở đây thì có một cái chỗ ngồi mà Dinh rất là thích. Ngồi ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy được không gian ở bên ngoài quán từ trên cao này. Vừa được hít thở không khí trong lành, nhâm nhi một ly nước và đọc một cuốn sách. Cảm giác đó rất là tuyệt vời. Yeah.
sau quán này lại có tên là 1976. Hay là do anh chủ sinh năm 1976? Anh cũng rõ nữa, nhưng mà em chờ anh một tí. Đây là Thế Anh. Thế Anh là chủ quán 1976 và mọi câu hỏi của em thì em có thể hỏi Thế Anh. Rồi, chào Linh. Em không ngờ là chủ quán là một người con trẻ như thế này. Đây là đẹp trai nữa. Anh ơi, vì sao thì quán cà phê của mình lại có tên là 1976 ạ? Ừ, quán cà phê của mình là có tên 1976. Mục đích của mình là muốn khách hàng phân biệt được 1976 có nghĩa là sau thời kỳ chiến tranh. Vì định hướng quán cà phê của mình là nó nghiêng về tuổi thơ nhiều hơn, những cái gì hoài niệm của xưa cũ. Chỉ là tuổi thơ tươi đẹp của mọi người đúng không ạ? Vậy thì từ đâu mà anh có cái cảm hứng về một cái quán cà phê độc đáo như thế này? Cảm hứng thì đến rất là nhiều lần với mình. Vì lúc trước những căn nhà của ông ba mình thì nó cũng như thế này. Nó cũng có những cái vật dụng, cũng có những cái ký ức như thế này. Nên mình muốn tái hiện lại cái ký ức đó để mọi người đón nhận nó và có một cái không gian gì đó gọi là hoài niệm xưa cũ, để những người trẻ bây giờ có thể là trẻ hơn mình thì có thể là biết à thời đó là như thế nào và thời đó ông ba chúng ta sống như thế nào. Vậy thì khi mà mới mở quán á thì anh có gặp những khó khăn gì không? Nói về khó khăn thì thực sự là rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là mình phải có một cái mặt bằng phù hợp với những cái ý tưởng của mình. Cái thứ hai, mình là người trẻ thì dù sao mình cũng không thể biết hết được về cái thời đó. Lúc mình chưa sinh ra, mình chỉ biết được qua những tranh ảnh, qua lời kể, hay là đôi lúc mình đi thăm lại những ngôi nhà xưa mình biết được. Thì từ đó mình phải tìm hiểu xong rồi mình phải hỏi những người lớn tuổi hơn xem như thế này đã đúng hay chưa. Mà nếu đúng rồi thì mình phải kiếm những cái vật dụng, những cái ý tưởng đó phải hiện thực hóa như thế nào. Đó là một công đoạn rất khó khăn. Vậy thì cái sự đón nhận của mọi người khi đến với quán 1976 như thế nào? Thời gian đầu thì mọi người còn khá lạ lẫm vì đây là hầu như một phong cách cũng gọi là mới ở Huế. Và một cái phong cách này khi mà được hiện thực hóa thì mình cần sự đón nhận của nhiều người. Nhưng may mắn là 1976 cũng được sự đón nhận của nhiều người và nhất là các bạn trẻ. Các bạn cũng dành sự yêu mến cho quán và cũng thường xuyên tại quán. Thì đó là mình nghĩ là một cái thành công và một cái may mắn của mình. Thế anh có cái định hướng hay một cái kế hoạch gì cho tương lai chứ? Mình có mở rộng thêm điều gì hay mình có bổ sung thêm cái điều gì cho quán không? Thực sự thì quán mình còn thiếu sót rất là nhiều. Tuy mọi người thấy là đâu đó là có những cái hoài niệm xưa cũ, nhưng mà bản thân cá nhân mình nhận xét là vẫn thấy còn rất là thiếu sót. Thì trong thời gian tới, trước mắt là mình sẽ bổ sung cho nó hoàn thiện những ý tưởng của mình. Rồi sau đó dần dần mình sẽ có nhiều cái lồng ghép hơn nữa để cho quán có thể là hoàn thiện không chỉ là về cái phần hình ảnh mà còn về cả những cái gọi là những cái cảm xúc, cảm giác của mình. Sắp tới thì cũng chia sẻ với anh Vinh và với Linh đây là quán có tổ chức chương trình acoustic, là một cái hoài niệm âm nhạc ngay tại quán luôn. Mình hoài niệm về không gian xưa cũ. Nhưng mà tất nhiên là không phải tổ chức theo cái phong cách nó hiện đại, mà nó sẽ tổ chức theo cái gọi là những hơi hướng xưa cũ. Lúc trước là anh Vinh hay đi văn nghệ ở phương đúng. Mình tái hiện lại cái hình ảnh văn nghệ gọi là văn về phương xã ngày xưa đấy. Đúng rồi. Rất là cảm ơn Thế Anh về cái cuộc trò chuyện hôm nay, những cái thông tin mà Thế Anh chia sẻ cho Vinh cũng như Linh là thực sự rất là thú vị. Và hy vọng là Thế Anh cũng như là quán 1976 sẽ càng ngày được nhiều người biết đến hơn. Chắc chắn em sẽ quay trở lại đây với những người bạn của mình và chúc anh thành công với những dự án của mình trong tương lai. Cảm ơn Linh, cảm ơn Vinh. Linh thấy cái điểm đến đầu tiên mà Vinh đã giới thiệu như thế nào? Quá tuyệt vời. Linh không nghĩ là quán 1976 đã mở hơn 2 tháng mà bây giờ Linh mới biết đến. Bởi vậy mày nói là dù bạn là người Huế thì bạn cũng đừng nên tự tin rằng mình có thể biết mọi ngóc ngách ở Huế. Bây giờ thì mình đi đâu nữa Linh? Giờ thì cũng khá trễ rồi, hay là anh em mình đi ăn đi? Ý kiến hay, nhưng mà mình ăn gì? Lúc nãy thì mình đã đến một nơi mang hơi hướng của quá khứ rồi. Hay bây giờ mình đi ăn thử gì mang là trào lưu của giới trẻ hiện nay đi. Trào lưu à? Là món ăn gì? Anh Vinh có thích ăn cay không? Cũng thích, bởi vì là người Huế mà ai cũng thích ăn cay cả. Mì cay phải không? Đúng rồi, mình đi thôi.
Sau hàng loạt những món ăn vặt nổi đình nổi đám đã tạo thành trào lưu trong giới trẻ Huế, mì cay 7 cấp độ là cái tên mới nhất đổ bộ vào mảnh đất cổ đô và ngay lập tức đã chinh phục được những thực khách tuổi teen. Dù là món ăn được nhập khẩu từ Hàn Quốc, nhưng với thói quen và sở thích ăn cay của người Huế, món ăn này đã nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của cả bạn trẻ. Cũng từ đó, hàng loạt những quán mì cay 7 cấp độ đã ra đời và trở thành một trào lưu mới cho những ai thích khám phá ẩm thực ở Huế. Thấy mà thấy mấy bạn thấy bỏ đi ăn, mình đi ăn thử. Đi cùng có nghe qua bạn bè kì, vậy là cùng muốn thử sức với món mì cay. Cảm nhận của em là rất cay, ăn là rất tốt mồ hôi. Vì em thích hương vị của loại món ăn này, nó cay và chua chua rất là ngon. Dạ không rất là, hẳn có mùi vị riêng của hẳn. Cảm nhận của em là cái món này là nó rất là cay, rất là khi mà kia ăn thì mình thấy rất là thơm. Do em ở Huế cũng lâu rồi, cũng ăn hợp với cay nên là hương vị nó cũng đậm đà hợp với em nên là em thích ăn. Tuy theo những lần trở em đã ăn cấp 5 thì em sang cấp 6, những đồ cay hẳn sẽ phấn theo từng cấp. Cay, đậm đà, vậy là chúng là ngon. Để tìm một địa điểm thưởng thức món mì cay 7 cấp độ ở Huế là một điều không hề khó. Cái khó đó chính là bạn sẽ chọn mức độ nào cho món mì cay của mình. Như em đã nói về anh Vinh lúc này, thì đối với những người lần đầu tiên ăn mì cay như anh Vinh, thì việc khó khăn nhất đó chính là lựa chọn mức độ cay phù hợp. Và khi nghe cái tên mì cay 7 cấp độ thì có cảm giác như mình đang bị thách thức bởi cái món ăn này vậy. Mặc dù ăn cay cũng không được tốt lắm, nhưng mà Vinh sẽ chọn cấp độ cao một tí, chắc có lẽ là cấp 6 đi. Ok, vậy thì em sẽ chọn cấp độ 4. Một tô mì cay hấp dẫn với thịt bò, mực, tôm, chả, xúc xích, trứng, kim chi và đặc biệt là ớt, thử tạo nên sự tò mò thích thú cho những ai muốn thưởng thức. Một muỗng ớt tương đương với một cấp độ cay và khi bạn chinh phục được mì cay cấp độ 7, hẳn là bạn có một khả năng ăn cay đáng nể đấy. Nước mì ngon, đậm đà, lại thơm mùi kim chi. Dù cay tỏa cả mồ hôi hột, nhưng bạn sẽ không thể ngừng lại trước sức hấp dẫn của món mì này. Công nhận cái món ăn này thì cũng khá là ngon, nhưng mà cay quá. Đúng vậy, đây cũng là một lưu ý dành cho các bạn khi đi ăn món mì cay, đó chính là chọn mức độ cay phù hợp để vừa hợp khẩu vị vừa đảm bảo sức khỏe. Nhưng mà bây giờ thì có cái món gì để mà hạ hỏa bớt không Linh? Có chứ, có món cải cây tươi tròn ở quán này rất là đặc biệt, đó cũng là một cách chữa cháy rất hay. Vậy thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức món cải cây tươi tròn để mà giúp cho Vinh có thể chữa cháy được cái cơn cay này. Là một chuyến đi rất thú vị của Vinh và Linh, được chìm đắm trong một không gian nhiều cảm xúc, lại được thưởng thức một món ăn ngon là độc đáo, đang là trào lưu của giới trẻ Huế hiện nay. Và qua những chuyến đi như thế này, chúng tôi mới nhận ra rằng Huế không chỉ có sự cổ kính, đầm thắm và êm đềm, mà còn có một Huế rất năng động và hiện đại, luôn là điểm đến hấp dẫn cho các du khách trong và ngoài nước. Vì vậy có thể khẳng định rằng đi hết Huế ư? Không bao giờ.